Quý vị thân mến, hiện tại thì em Dương đang ở khu nhà của anh Cơ khuyết tật. Trong ngày hôm trước thì em Dương cũng có mang cái phần quà của cô Bùi Nguyệt, đó là cô cũng có hỗ trợ cho gia đình mua những cái thép B40 để về rào xung quanh cái chuồng bò của gia đình nhà anh Cơ ấy. Nhưng mà cái phần tiền đấy ấy, thì khi mà anh em mua thì nó chỉ đủ mua một quận thôi, còn thế mà mua hai quận ấy thì lại không đủ vì tiêu mất tiền. Nên là anh em hôm qua khi mà mua một quận thì lại không rào không đủ. Và cô cũng có xem được cái video mà anh em có rào cái phần đấy, biết là cái phần tiền không đủ, cho nên cô cũng có gửi thêm cho gia đình nhà anh Cơ là 1.500.000 đồng để mua thêm cái B40 về rào thêm vào. Rồi thì đây là hôm nay em Dương có mua vào. Cái này thì là vẫn chưa đủ một quận nhé quý cô bác nhé. Hôm trước thì khi mà em Dương về nhà thì em Dương cũng có đi chơi ở nhà quanh ở bên cạnh ấy, thì nhà đấy có nói rằng là trước nhà có mua một quận là B40 về rào, tuy nhiên là vẫn còn dư chưa dùng hết, cũng không sử dụng đến ấy. Thì em Dương mới hỏi là xem có bán lại không, thì em Dương nên mua lại lên để rào luôn nhà anh Cơ. Thì gia đình đó cũng biết đặt để đấy thì cũng không làm được gì ấy, thì cũng đồng ý là bán lại cho em Dương để mang lên chỗ nhà anh Cơ để rào nốt cái chỗ khu nhà của anh Cơ ấy. Thì do là cái chỗ này thì có hơn 27 cân. Thì với cái số lượng này chắc chắn là sẽ đủ thoải mái để mà rào nước nhà anh Cơ. Nên là em Dương có trích cái quỹ đấy ra. Quỹ trước là còn dư là 800.000. Sau cô gửi thêm là 1.500.000 nữa, thì là tổng cái quỹ còn nhà anh Cơ là 2.300.000 đồng. Bây giờ em Dương có mua thêm B40 này cũng chưa hết 1.000.000. Và nên em Dương có trích phần quỹ đấy ra mua cho cháu Bình với cháu Sùng ấy thêm một thùng sữa nữa. Loại này là cái loại 1m8, không phải là 1m5 nhé quý bác nhé. Cái loại hôm nọ em Dương có mua vào đấy là loại đấy là 1m5, còn loại này là 1m8 ạ. Còn cái phần quỹ còn lại thì cháu Dương cũng mong hy vọng rằng là cô Bùi Nguyệt cũng xem được cái video này thì xem liên hệ với anh Ngọc để xem là xử lý cái quỹ đấy là làm cái gì cho gia đình ạ. Chào vâng, nghe chào anh. Ôi, vô cái gì vậy đấy? Nên chọn cái ông này bán. Đi đốt cái này á? Vâng, bán. Anh đi tìm à? Đi tìm nhá. Tìm hôm nay anh không có tiền này, 23 đứa con đi học không có tiền nên anh đi tìm. À, đi bán ở chợ cho ba cháu đi học. Đây anh Cơ có chia sẻ là đây hiện tại thì anh cũng chỉ ở nhà cũng không có tiền để mà đưa cho các cháu đi học ấy. Thì có anh mới đi tìm ong, cái ong này là ong bò vẽ nhá quý cô bác nhá. Đây, cái đây vẫn còn có nhộng này. Nhưng mà loại này là loại to thật. Vâng. Để mà mang đi bán ở ngoài chợ, nhưng mà có ai mua chưa? Có mà. Có rồi à? Vâng. Thế lại sao mà mang về nhà? Về nhà tí nữa đi. Tí nữa mà mang đi à? Vâng. Vâng. Đây hôm nay có em có mua thêm cái B40 vào cho ra nhà anh ấy. Thì trước nhà mình có rào chỗ khu nhà anh thì vẫn còn thiếu, bởi vì cái số tiền còn dư còn lại thì cũng không đủ mua thêm một quận, nên là cô lại gửi thêm cho gia đình anh là thêm 1.500.000 đồng nữa để mua thêm một quận. Hôm qua em đi chơi ở nhà hàng xóm của chỗ nhà em ấy, thì nhà đấy lại vẫn còn dư 27 cân. Nhà cũng không sử dụng đến thì em là thôi thì bớt lại cho anh để em trở về để cho này anh là rào nốt cái chỗ trước cửa nhà anh ấy. Vâng ạ. Thế anh em chị có ở nhà không? Chị có ở nhà. Chị nhưng mà sáng chiều nay chị đi làm lao động ở trường kia. À. Nhưng mà cảm đỡ thì có gọi điện cho là à, đi làm lao động cho cháu Bình cháu, à? Cháu Bình, sạt lở. À cái chỗ sạt lở ở bên dưới cái trước cửa kia đúng không? Vâng. Cái này lại tận 1m8 thì đi lúc ban đấy em chở khá là cồng kềnh. Cứ vướng bằng trước đến lại đến đằng sau kia quệt hết nơi cỏ dại đây này. Bên dưới đấy. Còn hộp sữa này. Hộp sữa này. Đi. Mà để ở đây thì lấy xuống dưới để rào nốt cái dưới đã. Cái này nếu mà tí nó thừa thì mình cắt ra để làm cổng luôn. Đây là cái vị trí mà hôm nọ anh em đội team cùng với lại anh Cơ có kéo thì bị thiếu đây.
nên là lúc đấy thì cũng không biết làm thế nào, vì ở ngoài chợ ấy, người ta lại không bán lẻ, nên là anh em có mới sử dụng những tấm pro này để bưng tạm ở đây để che chắn nó nhìn ta cho hợp lý hơn đấy. Bây giờ thì cũng có được cô quan tâm và gửi thêm quan tiền và cũng như là cũng tìm được gia đình người ta không sử dụng đến, mình bớt lại cho mình thì anh em có bạn mua được B40 vào cơ. Ê, có em có chích cái phần quỹ của cô Bùi Việt đây này, lấy để mua sữa cho cháu Bình đây. Đấy, lấy để cho cháu nhé. Vâng. Thế ông này là anh đi kiếm tận đâu? Bản Tại. Bản Tại á? À? Vâng. Sao tận bên đấy à? Nhờ anh em chở em đi mà. Phải đi bộ đâu, đi xe. Vẫn đi xe à? Hai người đi. Hai người đi à? Nhưng mà sao ban ngày này vẫn đốt đường? Đốt đường à? Cho một cái cây dần dài cho đập thuốc. Cái này là treo ở trên cây à? Ở trên cây thôi mà. Nó là hình như là còn có một cái vỏ bọc ở ngoài nữa chứ. Có đâu. Chứ. Đây này. Vỏ to. Mình thấy bình thường em cũng hay gặp mà, nhưng mà thôi để ý thì giờ là nát hết luôn đó. Đây này, đây có cái vỏ bọc bên ngoài đây này, cái là cái quai nó gắn ở cây đúng không? À đúng rồi. Ừ. Này người ta bán đắt lắm đấy. Cái này bán đỉnh đáng hơn. Cái chỗ này liệu là một cân không? Sắm đủ đấy. Em thấy nhẹ chắc khoảng 6-7 lạng gì đấy nhẹ. Thế quanh đây không có hay sao mà đi tận bên đấy tìm? Đi ở đây không có đâu, ở đây thì có người đông người tìm, nó đã hết. Đây đông người tìm. Bản Tại nhưng mà nắng quá. Ở trên đâu. Bởi vì nắng thì hiện tại là buổi chiều nó sẽ hất từ bay trên đấy xuống. Nó bay mà mình vâng. Thấy. Vâng, nó... À, tức là thả gì? Ừ, thả mà nó, mình nhìn thấy nó đuổi. Ở đây... Quý cô bác ạ, cái thả ong này thì em Dương cũng gặp rất là nhiều lần. Các anh ngày trước đi thả là sử dụng cái đuôi gà trắng ấy ở lên cái chỗ những cái bí chuối nó bắt đầu bơ bơ ở đấy lấy nhựa ấy, thì là buộc thắt rồi cái đuôi xong là thả, thì bắt đầu theo cái lông gà kia, nhìn thấy ở đâu thì đi theo ở đấy, thì đi nhìn thấy tổ của nó luôn. Vâng, đúng rồi đấy, vâng. Lấy lông gà. Vâng. Thôi anh em mình uống nước xong là đi kéo cái chỗ ấy đi nhỉ, để kéo nốt cái chỗ kia cho xong. Vâng. Vì cũng hôm qua thì cũng bị vướng là do bị thiếu ấy. Đây luôn cái kìm không anh? Có. Lấy cái kìm ra để tí nữa mình cắt cái ấy này. Tháo luôn cái này ra đã. Cái này thì không cắt dễ. Tháo. Cái này không cắt đâu. Mà làm bên trên trước. Bên nào? Không, mình kéo bên này trước đã. Bên này trước đã. Vâng. Mình kéo bên này xong là. Thừa thiếu đâu thì mình thừa thì chắc chắn sẽ thừa rồi. Giữ giữ là không có cổ nữa. Thôi chứ. Mình dùng cái dao B40 rồi, không cần cái này nữa rồi. Nhưng mà cho một cái cục cao một tí. Đây, ra. Thay cột à? Dạ, cao một tí nó trắng hơn. Thế thay là thay cái cột này rồi. Wow, thay hết. Qua là anh em vì cái chỗ này đang bị thiếu, anh Cơ nối chỉ dùng cái thép ly nó buộc kéo vợt tạm ra, không là để còn tìm xem là có những nhân ai mà người ta bớt lại thì mình sẽ lấy. Và hôm nay thì em Dương cũng lấy cái B40 này, cái loại của M8 này ấy, thì cái loại này nó chất liệu nó khác hơn quý bác ạ. Dương nhìn thấy nó khác hơn là nó có vẻ như là
thưa hơn như nào ấy, nhưng mà cái lá thành của nó đắt hơn một chút. Và một phần là người ta cũng bà con cũng trở về đến nhà rồi ấy, người ta còn tính cái cả cái tiền công kia nó chênh lệch khoảng tầm 20-30 nghìn thôi. Nên là bây giờ mình tìm cái mua cái cả một cái quận đủ thì nó tờ rơi vào khoảng tầm hàng 50-60 cân rồi, hơn khoảng gần 50 cân thì nó quá nhiều. Lấy về đến lúc muốn có thể lấy đi rào chỗ khác thì nó có thể là lại không đủ, mà còn nguyên cái chỗ này thôi nó lại bị thừa nhiều quá, không biết sử dụng được đâu. Thì em Dương vào đây cái chỗ này ít để tạo mình sử dụng luôn cái chỗ này làm sao cho nó vừa khớp, nó sẽ đẹp hơn. Rồi đang chờ anh Cơ để mà lấy xà beng về đào cái chân cột này, thay một cái cột mới để cho cái cột mới vào, vì cái bây giờ hiện tại cái này là loại 1m8 thôi, cái cột này là cột 1m5 này, nó sao không được chắc. Đừng bắt đầu vào tay em nhé. Một tay. Tí tí không? Chắc được đấy. Hay là anh cá này đứng nhé nhé. Thấy chưa? Ừ. Ủa, này cao nhỉ? Cao. Cao này được càng cao thì càng tốt đấy. Mét 8 ấy. Ừ, cái này mét 8 mà. Cứ buộc ở đằng đấy đấy nhỉ. Từ từ nhá, em qua cái này đây đó. Cái này nó tại nó dài à. Dù mình có mua nhiều thì nó cũng được ít hơn là so với lại cái loại mà nặng thôi. Ừ, sẽ được ít hơn là so với cái loại được 1m5 hay là có loại mình mà 1m mấy đấy nhỉ, có mấy mấy dứa nó 1m8 sao. Có một loại ngắn hơn một tí nữa, loại 1m hay sao? Còn 1m. Ừ. Anh luôn. Luôn đi. Thế này đóng đinh như là anh Cơ? Đúng đinh nhá. Buồn. Hả? Buồn rồi. Buồn không chắc đâu.
chậm xem. Một, nếu mà nó đi, nó đi chết luôn thì được, thì nó tốt hơn. Này được nhỉ. Đây là căng đẹp đấy. Em xem nào, có đinh. Có đinh này, đinh nóng luôn. Gập luôn. Buồn. Chắc tôi đi nè. Ui, càng đẹp. Vậy là em Dương cùng với anh Cơ cũng đã kéo xong được cái nốt cái lưới B40. Và hôm trước vẫn còn thiếu của gia đình nhà anh Cơ, thì vẫn còn dư một ít như này. Cái này cũng chắc khoảng tầm 2-3 mét gì đấy nhà anh Cơ nhỉ. Vâng. Cũng là tầm, cũng phải tầm đấy. Thì cái này anh nếu mà muốn lấy để làm gì đấy là tùy gia đình nhá. Có thể là anh có thể tháo từ cái chỗ này đi để làm cái cổng bên trên cũng được, để sao nốt ra chỗ này buổi tối thì cũng được. Đấy là đây là tùy gia đình. Còn mấy cái cột này anh kế được đây, càng tuyệt vời luôn. Mình nhân. Vâng. Chị là đi chắc đi từ trưa ở hay như nào đấy? Trưa. Chiều nay đi mà tiền cái này nhưng mà để là xong kia là được gửi bền về nó về. Vâng. Đây là ở do là các cháu mầm non với thì hiện tại các cháu còn rất là nhỏ ấy. Và đầu năm học mới thì một mình là các giáo viên chủ nhiệm ở tại các điểm thì sẽ không thể nào tự làm hết được cái công việc là dọn dẹp vệ sinh ở xung quanh điểm được ấy, thì mới có gọi gia đình phụ huynh của các cháu đi hộ mà làm. Còn ở cái trường chính thì có thể là các thầy cô giáo ở đấy cũng đông thì sẽ giúp nhau mà làm, nhưng mà ở đây là ở điểm. Đúng rồi. Ở trường chính thì đông người. Còn ở điểm thì thông thường thì toàn có nhiều lắm có 2 giáo viên. Vâng, nhưng mà các cháu đó họ nói lớn nó là tự làm, nhưng mà đúng cháu bé Bình thì còn nhỏ quá. Chưa biết làm đấy. Còn toàn ăn với chơi thì cái gì đâu. Chưa, cháu già là xa lợi, cháu già là lớn một tí nó biết làm. Đúng rồi, nhưng cháu già thì là đâu, cháu già là bây giờ mấy tuổi rồi? Lớp mấy? Lớp 4 nhỉ? Lớp 4 rồi, cũng lớn lớn rồi. Thì nó đỡ hơn. Bây giờ như kiểu cháu già bây giờ về nhà cũng biết phụ giúp bố mẹ rồi cơ mà. Vâng, nhưng mà cháu là bảo là san thế này thì đi một tuần nó mới về. Vâng, đi lại nó khó lắm. Khó. Sợ buổi tối toàn học đến chiều ăn cơm xong mới nghỉ thì như tầm cái thời gian này tối nhanh rồi ấy. Ừ, nhưng mà cô giáo bảo là về là không biết chứ này ở kia ngủ kia ăn ở kia này học. Buổi tối còn được ôn bài nữa. Ôn bài đấy. Đến 9 giờ nó ngủ. Đúng rồi, thế là học ngày học đêm đấy. Vâng, nhưng mà có thế nhỉ. Với cả mình nếu mà cho các cháu đi lại nhiều thì cũng sợ này gọn này nọ. Đi đường nữa mà. Vâng. Mà đường cái đường Liêm Sơn này nên cách đi lại rất là nhiều luôn. Vâng. Xe cộ nữa. Vâng. Rồi sợ. Phần là nhà xa đi cũng vất vả. Mấy bạn sợ lắm. Đó họ ngủ. Một tuần nó về thứ 6 chiều nhưng mà nó về. Bây giờ em bảo như này thì thật sự là cũng biết là gia đình đang khó khăn, các cháu cũng đang đi học nữa, nhưng mà để mà đi tìm ong các thứ này thì phải đi vào trong rừng sâu, đi lại cũng khó vất vả nữa ấy. Thì chân của anh cũng chưa lành hẳn nữa ấy, thì thôi chắc tạm thời thì cứ để thư một thời gian nữa đã hẵng hoạt động mạnh nha anh nhé. Vì bây giờ anh đi tìm ong như này, đi leo trèo dèo lội suối nó cũng đi khó lắm, nguy hiểm. Nhưng mà là ở nhà là không có đồng tiền nào, bạn đứa cháu đi học rồi. Nhưng mà ngon hơn anh, đường ít sợ không đủ ăn thì mình đi kiếm đường nào lấy đồng đấy. Nên anh đi thì ăn mà có một tổ thì nó một tổ. Như tầm như thế này thì được bao nhiêu tiền? Anh hay bán? Chưa biết được ạ. Chưa biết rồi. Vâng. Cái này em nghĩ chắc là chưa đến 100 nghìn á. Chưa biết được, nhưng mà đi con cơn thử cơn không biết. Vâng. Mà con thử cơn này không biết nghìn, không biết.
Thôi thì bây giờ chân tay mình vẫn chưa lành lặn hẳn nè, thì biết đâu mình đi, bây giờ mình cứ vội sốt ruột làm việc sớm thì mai này lỡ lại xảy ra chuyện gì thì mình lúc đấy lại không có tiền mà chữa nữa đâu đấy. Và đúng rồi, nhưng mà mình suy nghĩ bảo là ở nhà này không có tiền, anh đi cái thật thà rồi, không phải đi rau không thì đi mà. Và... nhưng mà hôm nay em hai vợ chồng em anh ấy có làm cái macon, nhưng mà nhờ anh em về đây cho em đi cho anh Ngọc đi bán cho em nhá, được không? À, cái mà khô trước vâng. Làm ở chỗ nhà ngoài kia. Ờ, nói khôn hẳn. Khô hẳn rồi, lấy về đây rồi gì? Lấy về đây rồi. Để đâu? Cho. À, để sang này à? Phải cất lên. Phải cất tận trong buồng này thì có. Nhưng mà sợ ấy, đi lái khó lắm. Vâng. Đưa xem. À đây, đúng con. Đây khô hẳn rồi. Và con hàng nhưng mà vừa bảo là khô này, gọi điện cho em vào đây này, anh nhờ em đi tí anh em đi bán được không? Để em bán cho anh được. Vâng. Đây quý cô bác ở thì cái phần măng này thì không biết là quý cô bác nhìn ở do ở trong nhà cũng hơi tối, không nhìn không được đẹp cho lắm, không có đường nét không em. Đây đây đây. Thì cũng đây là cái phần măng mà ngày trước vợ anh Cơ cũng có chia sẻ với anh em là những cái thời gian lúc rảnh rỗi ấy, thì vợ anh Cơ đi sang bên nhà ngoài đi kiếm và tiện là phơi ở bên đấy luôn, vì là để mà điệu cả cái măng tươi về thì nó cũng rất là nặng. Nhưng bây giờ đây này thấy một đi cái này là một bao mận đầy luôn mà một bao đầy luôn này, phơi khô là được thế này. Đây còn chưa nén chặt xuống nhá, còn đây vẫn còn nó hơi ấy, cần thay đây này, cái này chắc khoảng tầm 2-3 cân ký mấy nhỉ? Thế thôi. Vâng. Đấy, một bao tải. Bao tải như này vâng. Mắc cũng khó. Phơi khô nó nhẹt. Vâng, thế thì cứ để đây xong là em lại đem lên ra mèo bạc cho anh Ngọc xong là bán. Rồi bao giờ được tiền thì em lại cầm về cho anh nhé. Vâng. Thì đây là cái số măng mà anh Cơ, vợ của anh Cơ đi kiếm được. Thì đấy, như ban nãy quý cô bác thấy anh Cơ cũng chia sẻ nên do các cháu hiện tại cũng đang đi học. Không có tiền cho các cháu đi học ấy, vì còn lặn lội đi kiếm ong kiếm ve từ đây này để cho con này vào để mà đi ban đi bán để có tiền cho các cháu. Anh đi tỉ ong có chỗ nào vâng vào để bán luôn. Thì măng khô thì đi kiếm măng tươi về làm măng khô ấy, thì bản thân anh Cơ là lúc có kiếm được thì cũng không gùi vác về được. Cái thứ hai là còn đi lên đèo lên trên rừng thì đào thứ nó đi lại cũng khó nên anh Cơ không đi được, nên anh Cơ lựa chọn một cái phương pháp khác là đi kiếm cái ong này về để bán có đồng ra đồng vào để cho các cháu đi học là thứ nhất. Thứ hai là nếu như mà có dư giả một chút thì còn đó thì là mua mắm muối mì chính, mặc dù là cái số lượng mà mắm muối mì chính ngày trước các cô bác có gửi đến thì hiện tại vẫn còn là vẫn còn tương đối là nhiều để cho gia đình có thể sử dụng, nhưng mà hai vợ chồng anh Cơ đang lo cái là tiền cho các cháu đi học hàng ngày đây này. Nếu mà bây giờ mình các cháu đi thấy bạn bè của mình mua kẹo mút hay là bim bim ăn thì mình không có tiền để mua thì nhìn cũng rất là tội cho các cháu, nên là người làm cha làm mẹ ai cũng biết cũng rất là thương xót cho con đấy. Nên là hai vợ chồng anh Cơ cũng cố gắng là đi làm sao kiếm có cái gì bán được thì đi kiếm về để mà bán. Nên là nếu như có quý cô bác nào có nhu cầu sử dụng hay là muốn ủng hộ gia đình của nhà anh Cơ thì vui lòng liên hệ với lại gian hàng của kênh Bản Sắc Dân Tộc để bên anh Ngọc sẽ gửi lại cái chỗ măng này theo đường bưu điện cho quý cô bác ạ. Và em cũng xin nhắc lại một lần nữa, nếu như mà cô Bùi Nguyệt ở bên Nha Trang có xem được cái video này thì vui lòng liên hệ lại với anh Ngọc để xem cái khoản quỹ còn dư hiện tại thì sẽ xử lý như thế nào. Còn bây giờ thì em cũng khá là muộn rồi, chắc là em Dương cũng xin được mang cái phần măng này đi ra Mèo Vạc cho gửi anh Ngọc, nhờ anh Ngọc bán lại cho giúp gia đình nhà anh Cơ. Nên là em Dương cũng xin phép là được dừng video này tại đây ạ. Xin lỗi quý vị, cái video tiếp theo.